Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của nữ hoàng sân khấu Thanh Nga đột ngột ra đi ở tuổi 36, bị ám sát khi sự nghiệp đang ở đỉnh vinh quang. Thanh Nga nổi danh lẫy lừng với nhiều vở cải lương kinh điển, cuộc đời thăng trầm của cố nghệ sĩ tới nay vẫn khiến người hâm mộ tiếc nuối. Nghệ sĩ Thanh Nga là một trong những cái tên sáng chói của nghệ thuật cải lương những năm 1960-1970, không ai là không biết đến cái tên Thanh Nga, một mỹ nhân đình đám tài sắc vẹn toàn. Thời bấy giờ của nghệ sĩ được mọi người ưu ái gọi là nữ hoàng sân khấu, nữ hoàng cải lương vì nổi danh lẫy lừng với nhiều vai diễn kinh điển. Từ năm 10 tuổi, nghệ sĩ Thanh Nga đã bước lên sân khấu tuồng cổ để hát mở màn cho mỗi đêm diễn của đoàn Thanh Minh Thanh Nga do mẹ làm chủ. Năm 12 tuổi, nghệ sĩ Thanh Nga vào vai bé Nghi Xuân trong vở Phạm Công Cúc Hoa. Từ năm 16 tuổi, Thanh Nga đã nổi đình đám, trở thành một ngôi sao sáng của làng cải lương miền Nam. Cố nghệ sĩ gây ấn tượng ghi dấu ấn với khán giả bằng giọng ca mùi mẫn, đầy cảm xúc. Thanh Nga, nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn, sự nghiệp nổi tiếng và nhan sắc yêu kiều khiến bao người say mê. Thanh Nga còn từng đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá như Thanh Tâm triển vọng với vai sơn nữ và ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới. Năm 1966, nữ nghệ sĩ đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Gián hương trong vở sân khấu về khuya. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tên tuổi Thanh Nga gắn liền với nhiều vở cải lương gây tiếng vang như Tiếng trống mê linh, nửa đời hương phấn. Ngoài cải lương, nữ nghệ sĩ còn ghi điểm với khán giả khi góp mặt trong nhiều phim điện ảnh. Thanh Nga không chỉ nổi tiếng về tài sắc mà còn được công chúng nghệ thuật yêu mến vì tính cách nếp na thùy mị và lòng nhân hậu vô bờ nổi bật trong giới nghệ sĩ. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga còn được nhiều người biết đến là một trong những mỹ nhân của Sài Gòn thời bấy giờ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt thu hút cùng nụ cười duyên dáng đã tạo nên một vẻ đẹp rất đặc biệt của Thanh Nga. Chính nét yêu kiều, quý phái này đã khiến biết bao người say mê. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ nhỏ, Thanh Nga đã được thừa hưởng tố chất của một người nghệ sĩ. Thanh Nga từng là một tên tuổi sáng chói, được coi là tượng đài trong lĩnh vực sân khấu cải lương. Ngoài cải lương, Thanh Nga còn đóng phim và nhiều lần được tham dự các liên hoan phim quốc tế. Thanh Nga nổi tiếng lẫy lần, không chỉ trong cải lương mà còn bước sang điện ảnh, được khán giả ưu ái gọi là nữ hoàng sân khấu. Nhân sắc của cố nghệ sĩ từng được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Thành một thời. Tình duyên của mỹ nhân Sài Thành một lần đổ vỡ hôn nhân là bà Hoàng khi tìm được chân ái cuộc đời. Cố nghệ sĩ đến với đại úy Mẫn khi đã là tên tuổi chói sáng, nổi tiếng của sân khấu cải lương. Tháng 11, 1967, Thanh Nga và Đại Úy Mẫn tổ chức lễ cưới, thì cưới được tổ chức lên đền sang trọng tại một nhà hàng báo chí và nghệ sĩ tham dự rất đông tình yêu của họ tưởng chừng như bất tận không thể chia ly nhưng cuối cùng cái kết hạnh phúc đã không như mong đợi cố nghệ sĩ đường ai nấy đi vì đại úy mẫn dính vòng lao lý cuộc đời thanh nga là một chuỗi những thăng trầm biến cố trong chuyện tình yêu tuy nhiên nghệ sĩ đã bước sang một trang mới khi gặp và lấy ông phạm duy lân thanh nga đến với luật sư phạm duy lân là cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai mang đến cho họ cuộc sống hạnh phúc viên mãn một mối tình mà sau này nhiều khán giả cho rằng đó chính là định mệnh phạm duy lân luôn hết mực yêu thương vợ đi đâu cũng thấp tùng không chỉ thành công trong sự nghiệp nữ nghệ sĩ còn có gia đình hạnh phúc khi kết hôn với một người đàn ông tận tâm tận ý yêu thương mình cả hai còn có một cậu con trai khấu khỉnh đáng yêu Nghệ sĩ Thanh Nga từng kết hôn với đại úy Mẫn vào năm 1967, sau đó Thanh Nga đã chia tay với người đàn ông này. Tuy nhiên, cố nghệ sĩ đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình khi gặp Phạm Duy Lân. Bi kịch xảy ra ở đỉnh cao sự nghiệp, bị ám sát ngay trước cửa nhà, ra đi đột ngột ở tuổi 36. Nghệ sĩ ra đi vĩnh viễn ở tuổi 36 vì bị sát hại khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga gặp bi kịch khủng khiếp vào ngày 26 tháng 11 1978. Tối đó, họ cùng con trai Hà Linh và vệ sĩ riêng vừa đổ xe trước cổng nhà thì có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng dùng súng ngắn khống chế vệ sĩ và vợ chồng bà với ý định bắt Hà Linh. Thanh Nga phản ứng dữ dội, bà kiên quyết giấu con trai sau lưng rồi nằm đè lên để giữ tính mạng cho con. Không thực hiện được mục đích, hai kẻ đó giết chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga rồi lên xe bỏ trốn hai tên tội phạm bắn chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, sau đó bị kết án tử hình trong một phiên tòa diễn ra vào năm 1979. Hơn 40 năm qua, khán giả vẫn không ngừng tiếc nuối và xót xa trước cuộc đời thăng trầm của cố nghệ sĩ. Năm 1984, Thanh Nga được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. 37 năm sau cái chết của nghệ sĩ tài danh, tên bà được đặt cho một con đường thuộc khu dân cư Gia Hòa, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga và chồng qua đời sau vụ thảm án vào năm 1978. Nhiều năm trôi qua, nhiều khán giả vẫn thương nhớ nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh Thanh Nga. Vụ việc này từng gây chấn động, xôn xao dư luận một thời. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga ra đi ở tuổi 36 khiến nhiều người tiếc nuối cho tài năng sân khấu cải lương.